Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Di An thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu đúc 3 tấm. Phía sau có thêm 5 phòng trọ cho thuê nữa nha. Căn nhà này có diện tích là ngang 7 sâu 30, tổng diện tích là 210m2. Diện tích sàn là 370m2. Căn nhà này đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Vị trí căn nhà này nằm sát với bên khu công nghiệp Sóng Thần, gần với Thủ Đức. Nhà này cách trung tâm hành chính Di An chỉ tầm khoảng 2km thôi. Di chuyển ra cầu vượt Sóng Thần tầm khoảng 3km. Di chuyển ra cầu vượt Linh Xuân tầm khoảng 4km. Nhà này có hướng Tây Nam. Đây là con đường phía trước này. Nhà này có con đường phía trước rộng 10m, vỉa hè mỗi bên là 3m. Vị trí mình có thể kinh doanh buôn bán được nha. Ở đây người ta đang kinh doanh buôn bán này. Đường rất là đẹp nha. Mình có thể vừa kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty ở đây. Nhà đường thông, hai chợ. Đầu bên đây là một chợ nha. Chỗ xe đang di chuyển lên một chợ. Và đầu đường bên đây có một chợ nữa. Đường đây có một chợ nữa này. Quý anh chị có thể mua về đây, mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán được nha. Ngang 7 sâu 30, tổng diện tích sàn là 370m2. Nhà này mình có thể cho thuê được tầm khoảng 25 triệu trên một tháng. Bây giờ mình xem lại mặt tiền căn nhà một lần nữa này. Ngang 7, dài 30, nhà có hướng Tây Nam, nhà đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Nhà này mình có thể mua về làm nhà nghỉ được luôn nhé. Bây giờ mình cùng di chuyển vào tham quan căn nhà này. Cửa chính bên đây chủ nhà làm hai cửa, một cửa chính và một cửa phụ. Cửa phụ bên đây mình có thể đi bộ và dắt xe máy vào được nhé. Bên đây cửa chính. Bên đây có lớp cửa cuốn đức này. Phía trên là hệ thống trần đúc bê tông cốt thép. Dưới đây mình có thể chạy được khoảng 3-4 chiếc xe hơi vào được nha. Khoảng 4 chiếc xe hơi vô tư luôn. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Bên đây có thầu cầu thang bên hông để mình lên hai lầu trên nhá. Phía trên đây có tới 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh ở trên nữa và có sân phơi ở trên. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong đây để tham quan mấy phòng trọ phía sau cũng như các xếp ở đây nha. Khoảng trống ở đây mình có thể làm ở đây có phòng vệ sinh ở dưới này. Ở đây có gác đúc nha. Gác đúc bê tông cốt thép luôn nha. Đây có lối đi ra phía sau của các phòng trọ thì mình để xe bên đây. Bên đây có phòng vệ sinh chung này. Bây giờ mình tham quan 5 phòng trọ phía sau. Phòng trọ rất là rộng rãi nha. Đây. Phía sau có lối thoát hiểm tầm khoảng 3m nha. Phòng trọ gác đúc này. Mỗi phòng trọ này rộng tầm khoảng 14m2. Giá cho thuê mỗi phòng này tầm khoảng 1,2-1,3 triệu trên một phòng. Quý vị cho thuê trọ thì trọ sẽ đi đường này nhé. Lối thoát hiểm đường sau này. Trọ mình đi đường này, có cửa đây. Năm phòng trọ nha. Bây giờ mình di chuyển lên lầu trên để tham quan các phòng ngủ, phòng giặt ở trên.
Nhà này đang sửa chỉ 1-2 hôm nữa là xong. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Đây là cầu thang lên lửng thôi, cầu thang lên lầu trệt ở đây. Giờ mình lên cầu thang nhé. Đây, lên tới lầu trên rồi. Ở đây mình có khoảng trống phòng khách ở đây. Ở đây mình kê phòng khách thứ hai trên đây nhé. Phòng khách đây. Bên đây có chỗ kê máy giặt, phơi đồ ở đây nhé. Và đây mình có phòng ngủ cực rộng ở đây này. Nhà đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Phòng ngủ rất là rộng nha. Lên xem luôn này. Bên đây có thêm hai phòng ngủ này, hai phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn nhé. Giờ mình cùng di chuyển lên lầu trên cùng để tham quan phòng thờ, phòng giặt ở trên. Quý vị nhớ đón xem kỹ video của em nhé. Đây là phòng ngủ tiếp theo, hai phòng ngủ trên đây, phòng vệ sinh này. Phòng ngủ nha. Mình ra nhìn ban công phía trước này. Đường xe hơi di chuyển thoải mái nhé. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin kết thúc video tại đây.